Trong thời gian qua, tuyến DT743 đoạn từ ngã tư Miếu Ông Cù đến ngã tư 550 thuộc địa bàn thành phố Thuận An và Dĩ An, tỉnh Bình Dương thường xuyên ùn tắc giao thông, nhất là tại nút giao với vòng xoay ngã 6 An Phú, khiến giao thông khu vực vô cùng hỗn loạn. Trước tình trạng đó, Sở Giao thông Vận tải Bình Dương đã có công văn số 5253 cho triển khai xây dựng trước hai hạng mục cầu vượt tại ngã 6 An Phú và ngã tư 550. Hai hạng mục này thuộc dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường DT743 với quy mô đầu tư lên đến 8 làn xe, kết hợp cầu vượt và cải tạo nút giao Sóng Thần. Tổng số tiền đền bù để thực hiện công trình dự kiến lên đến gần 700.000 tỷ đồng. Song song đó là những dự án căn hộ, khu dân cư và trung tâm thương mại cũng liên tục mọc lên theo trục đường DT743. Điển hình là Charm City thuộc chủ đầu tư DCT Group với quy mô hơn 50.000 m², bao gồm 3 block Charm Ruby, Charm Sapphire, Charm Plaza, trung tâm thương mại Vincom của tập đoàn VinGroup và một block căn hộ cao cấp Charm Diamond kết hợp khách sạn tiêu chuẩn 5 sao tọa lạc tại điểm giao giữa DT743 và DT743B, tạo nên ngã tư 550 sầm uất và đẳng cấp tại thành phố Dĩ An. Và đây cũng sẽ là nơi thi công hạng mục cầu vượt 550 nhằm làm giảm áp lực của phương tiện khi lưu thông qua khu vực này. Tiếp theo là dự án khu nhà ở Phúc Đạt, tọa lạc tại điểm giao giữa DT743 và DT743C với diện tích 2,4 hectare, quy mô 210 nền. Bên cạnh đó là dự án căn hộ Tecco Tower Dĩ An, cao 20 tầng, 2 tầng hầm. Tổng cộng 168 căn hộ sẽ được bàn giao vào tháng 4 năm 2020. Trong thời gian tới, nơi đây sẽ đón nhận khoảng 2.000 cư dân về sinh sống. Cách ngã tư 550 chỉ 2 km, cũng trên tuyến đường DT743, dự án trung tâm thương mại kết hợp căn hộ Tecco Home An Phú thuộc chủ đầu tư Tecco miền Nam với diện tích 4.500 m², cao 22 tầng, 2 tầng hầm. Tầng 1, tầng 2 sẽ là trung tâm thương mại, khu mua sắm, nhà trẻ, gym, yoga, spa. Nhờ vị trí đắc địa, Tecco Home An Phú chiếm trọn ưu điểm về địa lý khi cách chợ Thông Dụng chỉ 500 m, cách chợ đêm Hòa Lân, Vincom Plaza chỉ 2 km, Aeon Mall 3 km và di chuyển về thành phố mới Thủ Dầu Một, Đồng Nai hay thành phố Hồ Chí Minh chỉ mất 10 phút. Và tại nơi đây, hạng mục cầu vượt ngã 6 An Phú sẽ được xây dựng nhằm làm giảm áp lực của phương tiện khi lưu thông qua khu vực này. Di chuyển theo trục đường DT743, cách ngã 6 An Phú 800 m sẽ là dự án An Phú Residence với diện tích 2,3 hectare, quy mô 177 nền. Nơi đây trong thời gian tới sẽ đón nhận khoảng 1.000 cư dân về sinh sống. Xung quanh dự án có những tiện ích như trường tiểu học An Phú, trường trung học Nguyễn Văn Trỗi, chợ Thành Nam, chợ Phú Phong, yoga, spa và các tiện ích khác. Ngoài ra, trên trục đường DT743 còn có những dự án khác như Phú Hồng Khang, Phú Hồng Đạt, Phú Hồng Thịnh Tám và Royal Market Town. Cùng với những dự án và kế hoạch triển khai hứa hẹn sẽ mang đến một khu đô thị vệ tinh phát triển và nhộn nhịp tại thành phố Thuận An và Dĩ An.